đồng hành cùng nhau trong rất là nhiều số. Và điều đặc biệt chúng ta rút ra được đó chính là sau mỗi lần hoán đổi thì người trong cuộc đã hiểu nhau nhiều hơn. Tuần này chúng tôi xin phép mang đến câu chuyện mà sáng nào chúng ta cũng nhức đầu hết. Tôi thường xuyên bị làm phiền với những cuộc gọi để tư vấn mua những cái gói bảo hiểm. Thì có những trường hợp là cái người tư vấn đó lấy tiền của khách hàng là xong đi luôn. Tại sao một người sống như không có chữ tính gì hết vậy? Khám bệnh đó người ta nói là bị lao phổi, có nguy cơ di căn tới tim, nặng lắm. Hãy cùng đón xem chương trình ngay sau đây để có được lời giải đáp. Hà Trinh xin chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Một giờ hoán đổi. Hy vọng ngày hôm nay Hà Trinh và tiến sĩ Hòa An lại cùng song hành với nhau, chia sẻ những tâm tình của đối phương để mình cùng thông cảm cho nhau hơn. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 22 giờ vào thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô túi sách cao cấp Sacos. Xin chào MC Lê Hoài Trinh và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong rất là nhiều số và điều đặc biệt chúng ta rút ra được đó chính là sau mỗi lần hoán đổi thì người trong cuộc đã hiểu nhau nhiều hơn và từ đó thì chúng ta sẽ dễ cảm thông cho nhau hơn. Dạ, và ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Những lần trước thì chúng ta có chuyện của gia đình nè, chuyện của những đứa trẻ nè, sau đó là chuyện y khoa. Thế thì tuần này chúng tôi xin phép mang đến câu chuyện mà sáng nào chúng ta cũng nhức đầu hết. Ủa, anh đoán ra chưa? Chưa đoán ra luôn. Những cuộc điện thoại bất ngờ. Đó là những cuộc điện thoại có thể là liên quan đến tài chính. Dạ. Hoặc cũng có thể liên quan đến đất nền. Đất nền. Như hôm nay không có nói về tài chính đất nền mà chúng ta sẽ nói về sức khỏe. Đó là tư vấn bảo hiểm. Liệu nghề này có thật sự phiền nhiễu như cách mà chúng ta đã cùng bàn luận với nhau khi mà chúng ta ở bên lề của câu chuyện? Vậy thì xin mời quý vị sẽ cùng trò chuyện trực tiếp với vị khách mời ngày hôm nay, đó là chuyên viên tư vấn bảo hiểm, anh cũng đang là quản lý của một công ty lớn. Chúng tôi xin được phép giới thiệu Phạm Tôn Hiếu. Xin mời bạn. Xin chào tất cả mọi người, em là Hiếu và em là chuyên viên tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Dạ, xin chào Hiếu, đây là tiến sĩ Hòa An. Dạ. Hy vọng là ngày hôm nay cả ba tụi mình có thể ngồi lại trò chuyện với nhau rõ hơn về nghề tư vấn bảo hiểm để mọi người không có hiểu lầm và gỡ luôn những cái khúc mắc của cả ba tụi mình ha. Dạ. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình mang tên Góc Nhìn. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Trong phần góc nhìn, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những góc nhìn rất là khác biệt của tiến sĩ tâm lý nè, và đặc biệt của chuyên gia tư vấn cũng đang có mặt ở đây. Xin mời quý vị lắng nghe. Xin chào Hiếu. Dạ. Dạ, không biết Hiếu có phải là một trong những người mà hay gọi điện thoại cho Trinh là alo chị ơi, chị có cần em tư vấn bảo hiểm hay không ạ? Dạ, nếu mà em vô tình có được số của chị thì chắc em sẽ lưu lại luôn. Nhưng mà nếu như mà chị nói là ôi phiền quá, chị không muốn được nghe tư vấn bảo hiểm, chị không có nhu cầu, thì em sẽ trả lời như thế nào? Dạ, thì em sẽ trả lời là dạ em biết là mình hiện tại không có nhu cầu, nhưng mà mình có thể cho em dành là 3 phút để mà em chọn thêm. Nếu mà chị cảm thấy không có nhu cầu thì em xin phép là ngưng cuộc nói chuyện ở đây, được không ạ? À, nhưng nếu như chị trả lời là chị đã hợp tác với các hãng khác thì em sẽ trả lời ra sao? Dạ, em nói quá chúc mừng chị luôn, tại vì mình có bảo hiểm trong cái thời điểm này là quá tốt rồi ạ. À, nói như vậy thì việc mà có được một gói bảo hiểm bất kể của hãng nào, đó là một tín hiệu rằng chúng ta đã chú tâm đến việc bảo vệ đường dài của sức khỏe, đúng không em? Dạ, đúng. Tại sao vậy? Dạ, tại vì khi mà mình tham gia bảo hiểm là mình đang đầu tư đối với sức khỏe của mình. Tại vì khi mà không may một cái rủi ro mình không muốn xảy ra thì mình sẽ tốn một cái mớ tiền hoặc một cái phần tài sản của mình để mà bù đắp vào những cái bệnh viện khi mà mình đi khám hoặc chữa trị. Thì khi mà tham bảo hiểm thì nó sẽ là người giúp mình bảo vệ cái khối lượng tài sản đó của mình. Dạ. Ừ. Nhưng mà Hiếu ơi, cho anh hỏi là lý do tại sao mà những cái người dân Việt Nam của chúng ta đó thì khi mà nghe tới cái chuyện là bảo hiểm là bắt đầu thấy có thể là rất có khả năng là mình bị lừa gạt gì đó, hoặc là người ta rất là không có dễ tiếp nhận đối với lại cái vấn đề về bảo hiểm? Dạ. Theo như mà em nhìn thấy và nghiên cứu và hỏi những cái người xung quanh em là tại sao họ lại có thành kiến với bảo hiểm á, thì có một câu trả lời chung, đó là do người tư vấn viên không có chuyên nghiệp và không có giải thích rõ những cái điều khoản hoặc trong hợp đồng và những cái vấn đề mà họ đang quan tâm cho các khách hàng đó. Tại vì có những trường hợp là khi khách hàng bị những căn bệnh đó rồi
mà cái người tư vấn viên nó lại là không có hỗ trợ, không có giúp đỡ, không có đi theo đồng hành với khách hàng đó để cho người khách hàng đó tự bơi, thì đó là một người tư vấn viên không chuyên nghiệp và làm cho khách hàng bị mất niềm tin vào bảo hiểm luôn. Dạ, tự bơi có nghĩa là họ không được giải quyết những cái món tiền đền bù thỏa đáng khi mà họ nằm viện. Dạ đúng rồi. Dạ, vậy thì cụ thể là chị sẽ có lợi gì nếu như mà chị tham gia bảo hiểm được em tư vấn? Thì em sẽ là người chăm sóc cho chị đến sau này. Tại vì khi một cái hợp đồng bảo hiểm thì nó sẽ liên kết với cái người đó tới cả cuộc đời lận, tới năm 99 tuổi luôn. Thì cái người mà đồng hành với mình, họ sẽ giúp cho mình là phân tích từng năm cho mình lại là hợp đồng mình bảo hiểm có gì và có cần thêm những quyền lợi gì hoặc cắt bớt quyền lợi gì hay không. Hoặc là cái người đó thì giúp mình là khi mình nằm viện, khi mình cần cái sự blam của hợp đồng, thì cái người nhân viên tư vấn đó có giúp được cho mình khi mà mình nhận lại các khoản tiền từ công ty hay không. Khi mà một cái người nhân viên tài chính mà mình đặt hết cái niềm tin của mình cho cái người đó để mà đi theo và theo tới hợp đồng của mình, thì lỡ như không may mà cái người đó có nghỉ hoặc là chuyển công ty, thì là những công ty bảo hiểm sẽ vẫn còn trách nhiệm với cái người khách hàng đó và sẽ cử một cái người khác để chăm sóc hợp đồng cho mình. Và mỗi lần mà có cái trường hợp mà thay đổi vậy thì sẽ có một tin nhắn hoặc một cuộc gọi từ công ty nói là đại lý cũ của bạn đã nghỉ việc hoặc là chuyển công ty, thì bây giờ tôi sẽ cử một cái người A này để đến để mà chăm sóc cái hợp đồng của bạn. Thì cái người A này cũng sẽ có nhiệm vụ là người theo sát hợp đồng của mình luôn, nên là mình sẽ yên tâm về vấn đề là minh bạch và được theo sát từ công ty. Tại vì mình ký hợp đồng thì cái người đại lý đó chỉ là người giao kết giữa công ty với lại mình thôi, và cái sự giao kết đó vẫn là cái hợp đồng bảo hiểm, thì mình vẫn sẽ là người làm việc với công ty, còn người đại lý đó chỉ là người hỗ trợ mình thôi. Dạ. Tức là nói như vậy là chúng ta cần phải đặt niềm tin ở hai nơi nữa. Một nơi đó là cái người nhân viên tư vấn bảo hiểm cho mình, và cái người thứ hai đó là cái công ty nơi mà mình ký. Như vậy cái công ty phải có độ uy tín nè, và phải có những cái tính minh bạch rất là cao. Dạ. Thưa quý vị, chỉ trò chuyện bao nhiêu đó là chúng ta thấy là chưa có đủ thời gian để mọi người có thể tìm hiểu hết cái hay và đôi khi là những mặt hạn chế khiến chúng ta nghi ngờ về ngành bảo hiểm, và cả cách mà các bạn nhân viên tư vấn bảo hiểm đã tiếp cận cũng đôi khi làm cho quý vị rất hoang mang. Thế thì họ đã có những áp lực gì? Họ phải giải quyết như thế nào với những hợp đồng tồn đọng, và họ sẽ phải duy trì quyền lợi cho những người mà họ đang bảo hộ như thế nào? Chúng ta vẫn chưa có thể tìm hiểu hết. Chúng ta hãy cùng nhau đặt một vấn đề thử cho nhân vật ngày hôm nay là anh Minh Ngà, để xem anh sẽ giải quyết ra sao nhé. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của chương trình qua ít phút nghỉ giải lao. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình phần tiếp theo mang tên Thử thách 1 giờ hoán đổi. Và nhân vật được hoán đổi ngày hôm nay sẽ là anh Minh Ngà. Xin mời quý vị làm quen với nhân vật nhé. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Quỳnh Minh Ngà, hiện tại sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của tôi là nhân viên kỹ thuật. Cái quỹ thời gian làm việc của tôi rất là nhiều, và thời gian dành cho cuộc sống riêng và gia đình của tôi thì rất là ít. Tôi thường xuyên bị làm phiền với những cuộc gọi để tư vấn mua những cái gói bảo hiểm. Nó khiến cho tôi cảm thấy rất là nhiều phiền toái trong cuộc sống. Khi mà tôi về nhà, tôi vẫn bị làm phiền qua những cuộc điện thoại tư vấn đó, mà con tôi ngủ cũng vậy, khiến tôi rất là không thoải mái. Và hôm nay tôi muốn hoán đổi thành một nhân viên bán bảo hiểm để hiểu rõ hơn các bạn có những khó khăn như thế nào. Đối với nhân vật anh Minh Ngà thì hy vọng rằng anh ấy sẽ suôn sẻ trong một giờ hoán đổi. Nhưng mà trước khi anh Minh Ngà bước vào tình huống này, Hiếu có chia sẻ kinh nghiệm không? Em sẽ có một cái kinh nghiệm nhỏ, đó là hãy nghe nhu cầu của khách hàng, đừng nói nhiều quá. Không nói nhiều. Dạ đúng rồi. Nghe nhiều hơn. Dạ. Riêng một nhà tư vấn tâm lý hoặc là đã có nhiều cái tiếp xúc với những người có rất nhiều những tâm tư tình cảm thì An nghĩ sao? Chắc chắn là cái việc mà bán hàng á, là mình phải chinh phục được cái tình cảm của khách hàng. Và khi mà chúng ta đã nắm được cái chính cái nhu cầu khách hàng là gì, cái nỗi đau của khách hàng là gì, thì khi mà chúng ta đưa ra cái giải pháp thì chắc chắn là cái giải pháp đó sẽ được khách hàng đón nhận nhiều hơn. Dạ, hy vọng là anh Minh Ngà cũng sẽ lắng nghe thật kỹ những nhu cầu của khách hàng mà không bị quá rối trước sự áp lực của nghề này. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với thử thách 1 giờ hoán đổi.
Alo. Alo. Anh nghe hả anh nghe? À, anh dạ. Cứ suy nghĩ kỹ nha. Dạ, dạ em chỉ... nghĩ kỹ rồi. Anh làm được hợp đồng cho em đúng không? Đúng rồi. Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh, trời ơi anh nha. Anh cái hợp đồng nó ưu đãi sao? Ưu đãi được đúng không? Đúng không? Cái ưu đãi cái lần này chỉ có anh là có ưu đãi mà cao nhất từ trước giờ của em đó. Trời ơi em cảm ơn anh quá trời luôn. Giờ anh dạ. Em nói mấy người kia anh tư vấn cho em mà em không chịu. Dạ. Tại vì mà em thấy hợp đồng giá trị không cao, lỡ sau này em có chuyện gì á người nhà không được hưởng nhiều. Không, cái gói này bảo đảm em sẽ ưu ái cho anh. Dạ, anh cứ suy nghĩ cỗi nha. Dạ rồi rồi, tí nữa vậy thôi, tí nữa em gom tiền gom bạc lên em làm luôn ha. Dạ dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, gấp rút nha anh, cái dạ. Gói này không chờ được lâu đâu đó. Dạ dạ, mình ký liền được đúng không anh? Đúng đúng đúng. Dạ dạ rồi 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 rồi, tí xíu nữa gặp nha, tí xíu rồi rồi rồi, cảm ơn anh. Anh yên tâm, anh yên tâm. Dạ dạ. Cũng khó ha, nếu mình muốn tham gia vào tình huống này thì mình phải học trước một số những cái thuật ngữ. Dạ đúng rồi. Dạ, cũng phải biết về cái quy chế bảo hiểm. Dạ đúng rồi. Ủa thường là mình làm ký hợp đồng xong mình cũng có những cái hoa hồng cũng lớn đúng không em? Dạ, hầu như sẽ khoảng là từ 30 cho đến 40%. À, trên một cái hợp đồng. Dạ đúng rồi. Chị có gì ngon ngon mà mắc mắc không? Ngon ngon mà mắc mắc không? Mắc mắc không có tiền rồi mắc mắc. Nó uống trà đi. Mệt ghê á. Thiếu tôi liếc á thì tôi đổ nợ luôn á. Lúc nào cũng thiệt cái tại hàng xóm thôi hả, tôi nhân nhượng á, tôi hả tôi cho thiếu chứ. Chị yên tâm, đợt này em có tiền em thanh toán hết. Rồi 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 rồi, câu này tôi nghe 100 lần rồi đó, không biết chị nào có tiền. Dạ, dạ chị uống gì chị? Cho tôi ly nước ngọt. Dạ nước ngọt hả? Ờ lấy đường không chị? Ờ quên luôn, ngọt sẵn. Em khùng ghê. Lâu lâu có người không mua thiếu em vui chị. Ai. Ê. Quý quá. Dạ dạ. Dạ đây dạ. Dạ, em gửi chị nước ngọt. Ừ. Chúc chị dùng ngon miệng nha. Ủa? Chào chị. Anh ở trong khu này luôn hả? Dạ, em ở gần đây. À, vậy hả? Ủa, anh làm nghề gì vậy? Em là nhân viên tư vấn bán bảo hiểm. Oh, ủa vậy hả? Trời ơi, hay dạ, quá. Trời ơi, bữa giờ tôi đang định đi kiếm người để mà mua cái bảo hiểm này nè. À. Ủa, anh làm bảo hiểm hả? Vậy giờ anh tư vấn cho tôi thử đi. Để tôi biết coi là... Giống như là tôi nghe mọi người hay nói rằng là mình có hai loại bảo hiểm, một cái là bảo hiểm y tế với một cái là bảo hiểm nhân thọ. Vậy thì nó khác nhau sao vậy anh? Và quyền lợi của mình khi mà mình mua bảo hiểm nó sao? Ủa thật sự thì chị cũng chưa hiểu rõ lắm, tại vì sự khác nhau của bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ như thế nào? Dạ, bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm về con người, còn bảo hiểm y tế là bảo hiểm về sức khỏe. Nó cũng giống như vậy, nhưng mà bảo hiểm y tế của mình nó sẽ có thêm cái nữa là chi trả toàn bộ tất cả những bệnh viện. À. Có khi nào mình bao gồm các gói được không? Nghĩa là y tế trong nhân thọ luôn. Dạ có chị. Là cái gói cao hơn hả? Dạ không, đó là bảo hiểm khi mà mình tham gia thì bảo hiểm y tế nó sẽ thuộc diện là bảo hiểm gắn kèm. Và bảo hiểm nhân thọ thì mình vẫn phải bắt buộc tham gia một bảo hiểm nhân thọ chính và gắn kèm theo cái đó. Nhưng mà trước khi mà mình tham gia bảo hiểm thì mình cũng phải bảo đảm sức khỏe của mình ổn thỏa trước. Dạ, chứ không phải là có bệnh nền rất là nặng là dạ, sau đó tham gia bảo hiểm đúng không? Dạ đúng. Khi mà mình tham gia xong thì mình khi mà làm hồ sơ thì trong đó sẽ có một cái phần điều khoản của mình là người khách hàng. Mình sẽ tự kê khai những bệnh mình đã từng trước đó. Dạ. Hoặc là nếu như mà tốt hơn thì là kèm theo những cái chứng từ y tế mình đã từng khám. Ừ. Thì công ty khi nộp về, công ty sẽ xét. Nếu như mà những cái giấy tờ này đã đủ rồi thì công ty sẽ cấp hợp đồng cho mình luôn. Dạ. Sau này cho con nhỏ của mình. À, là có nghĩa là khi mà mình mua bảo hiểm y tế á, là mình đi khám bệnh đồ này kia nọ là mình sẽ được giảm tiền hả? Dạ đúng rồi, nếu mình trùng tiếng của mình. Ờ. Ủa mà phải trùng tiếng nữa hả? Ủa sao giống kỳ vậy, là... sao rắc rối vậy? Thí dụ giống như bây giờ tôi mua bảo hiểm thì giờ tôi muốn đi đâu thì tôi xách cái bảo hiểm nó đi thôi chứ sao mà rắc rối vậy? Vẫn được chị, khi mà cái đó gọi là khác tuyến thì nó cái phần trăm mà chị được hỗ trợ đó sẽ thấp hơn so với đúng tuyến. Thì ý là biết là cùng tuyến được giảm nhiều, khác tuyến là giảm ít đúng không? Nhưng mà ý là bán vậy là ý là chù người ta bệnh đi bệnh viện hả? Đâu có. Thì người ta khỏe khoắn bán bảo hiểm y tế đó sao được? Mình là đang có nhu cầu để đảm bảo cho mình lỡ mai có cái gì. Thôi thôi nó xui không mà lỡ mai gì. Xin lỗi nha, tôi rất là khỏe luôn làm gì bệnh. Đó thấy chưa? Cái này hò cái sặc. Ho là do sặc thôi chứ bệnh quản gì tôi nói vậy kêu chù người ta. Nhưng mà tôi thấy cái vụ bảo hiểm này là tôi thấy không có hợp lý nè. Ủa cái gì mà tự nhiên phải là cùng tuyến? Tôi nghĩ là tôi bỏ tiền ra tôi mua bảo hiểm thì tôi phải được hưởng cái phúc lợi trong đó chứ sao tự nhiên bắt tôi. Ví dụ giống như bây giờ nhà tôi ở đây mà hả cái bệnh viện nó nằm tuốt cách xa tôi mười mấy hai ba chục cây số á, tôi phải đi tới đó thì tôi mới được hưởng. Tự nhiên trong khi đó nhà kế bên có cái bệnh viện kế bên thì tôi đi vô bệnh viện kế bên thôi. Tôi đi chỉ tới mười mấy hai chục cây. Dạ, khi mà chị mua một cái gói bảo hiểm của em
thì em sẽ hỏi chị là đăng ký ở bệnh viện chỗ nào gần nhất để cho tiện cho mình, nên chị cứ yên tâm về cái khoản này. Trời ơi, thôi tôi thấy không hợp lý. Vậy chị mua không? Không có nhu cầu, mà thấy nói không thuyết phục đó, rồi bán không được rồi sao trả tiền cà phê thiếu hả? Không, này cái này kêu rồi là tưởng tính tiền nha. Cái mối này mới vụ nãy em có cái mối ngon hỏi. Mối ngon gì trời, tôi thì không thôi cậu bán lại hả, bán lại cho ăn vàng đi. Trời tôi nói, tôi nói thiệt nha, tôi nói thiệt á, anh á, anh làm anh bán cái bảo hiểm này nè mà tôi thấy nói chuyện không có kiểu như là không có thuyết phục á. Giống như tôi nè, bây giờ là tôi nói là tôi muốn mua bảo hiểm, tôi là người muốn mua, bữa giờ là tôi đi kiếm người ta mua nhiều dữ lắm mà tôi chưa kiếm được ai, mà tại vì tôi thấy cậu quen cho nên là tôi mua. Nhưng mà tôi muốn á là anh phải bán cho tôi cái bảo hiểm nào mà tôi cầm cái bảo hiểm đó tôi đi đâu tôi cũng xài được hết á. Thì cái bảo hiểm này vẫn đi đâu vẫn cũng xài được, nhưng không, mà cái chi phí nhưng mà cái á... chuyện mà đi đâu cái chi phí nó cũng giống nhau hết kìa. Tự nhiên bỏ tiền ra, đúng không? Bỏ tiền ra mua rồi xong mà tự nhiên là phải đi theo cái giấy nữa, nó xào được thôi. Nhưng mà thôi nha. Hồi nãy ở trong buồn quá, tính ra đây nói chuyện cho vui á, mà nói về mấy cái bảo hiểm này hơi nhức đầu quá. Nói chuyện tiếp đi nha. Nè. Trong tháng này nha, phải trả tiền cà phê cho tôi nha, thiếu nhiều lắm rồi, không còn vốn nữa rồi. Nè, tôi trả tiền nước luôn. Rồi, xong rồi thôi. Thôi đi, tôi không biết chị, đâu. Chạy vậy, trời ơi, tôi dứng cái gì mà không thu hút gì hết rất là rõ ràng rồi. Tôi thấy không có rõ ràng gì hết trơn á, bảo hiểm gì đâu mà bắt người ta bỏ tiền ra mua xong rồi bắt người ta phải làm theo nữa. Thôi, không rõ ràng hết á. Tôi thấy thôi không được đâu. Anh với lại anh làm á là anh phải mai mốt anh lên trên công ty, anh phải kiến nghị với công ty đi là làm sao á người ta cầm cái giấy người ta đi đâu người ta cũng xài được thì mới được. Còn như anh tự nhiên bắt tôi này kia nữa, thôi khỏi mua luôn. Trời ơi, cũng như không. Hey. Ủa, cái gì vậy, cái gì mà sang sảng vậy? Hả? Anh Ngà hả? Dạ, anh Vàng ngồi đi. Uống gì? À, hả? Không phải uống nha, không, này thấy... không uống là ngồi cũng tính tiền á. Quán giờ ế quá, không cảm đi. Ừ, không gài cũng ấy quá, cho ly trà đá thôi. Sau này thấy... Trà đá là lúc này là gấp đôi nước ngọt luôn á nha. Mắc dữ vậy? Đúng rồi, tại vì bán chủ yếu là bán nước mà. Ừ, tại vì cũng không có đem nhiều tiền á, thôi nên dồn tiền mua bảo hiểm hết rồi đó. Ủa mà... Thôi, lấy nước bình thường cho anh đi. Tính tiền đây nha. Ôi, tốt quá. Mua bảo hiểm chưa? Anh Ngà. Anh mua bảo hiểm chưa? Hồi nãy em điện thoại cho anh đó. Rồi, anh nhớ rồi. Anh nhớ với em là bán được đúng không? Ký liền đi, em đem giấy tờ đầy đủ rồi nè. Nè, cái này là giấy phép lái xe. Dạ. Cần không? Cần. Này bảo hiểm y tế này lâu rồi. Lâu bảo hiểm y tế lâu rồi, giờ em mua bảo hiểm nhân thọ tại vì em cũng không có bệnh hoạn gì hết đâu, em khỏe lắm. Này là bà giấy phép lái xe cái nữa. Em hai ba cái giấy phép lái xe luôn. Nhưng mà không có xe ở nhà tại đem cầm. Thông cảm. Ủa sao cái bạn này vẫn sốt sắng quá vậy? Chắc em nghĩ chắc là đang bị bệnh hoặc là đang có sợ cái gì đó tới với mình nên là chắc muốn tham gia sớm. Hèn chi là bạn có vẻ sốt sắng. Có khi nào là người ta muốn có một số tiền lớn nên họ sẽ đăng ký, nhưng mà họ vì gia đình họ sẽ tạo ra một cái tai nạn để họ mất rồi chuyển lại số tiền đó cho gia đình không em? Dạ, cái đó trường hợp trục lợi, và nếu như công ty phát hiện ra thì công ty sẽ không chi trả. Đúng như em nói, có thể là nhân vật này đang có vấn đề về sức khỏe và muốn trông cậy vào bảo hiểm. Nhưng mà trường hợp này mình có du di được không? Tại vì mình cũng có thể hỗ trợ người ta trong cái gói bệnh viện. Dạ thì là công ty sẽ làm toàn bộ những cái bước đó, mình chỉ là người tới mang hợp đồng cho người ta khai và ký tên và nhận tiền mang về cho công ty, còn lại công ty sẽ giải quyết hết cho mình. Bạn không anh thông cảm cho em, anh Ngà, anh hiểu không, là em không có bị có sốt, mấy bữa nay có sốt, nhưng mà cái sốt là do em bị cái chân em nó hành, cái bữa hổm em té cái chân em nó hành sốt chứ không phải là tại em tự nhiên em sốt. Còn ho là có ho đó, nhưng mà không, cả tại ngứa gần cổ quá rồi nó mới ho. Rồi xong cũng có đau họng luôn mà, nhưng mà ho thì nó mới đau họng á. Ủa, đâu có. Hôm bữa là tôi chở ông đi khám bệnh á, người ta nói là bị lao phổi, có nguy cơ di căn tới tim. Nặng lắm. Đó thấy chưa? Có. Làm gì có? Anh này. Anh thông cảm. Cái bảo hiểm, gói bảo hiểm nhân thọ đó, em không thể nào mà tư vấn và bán cho anh được. Hả? Thông cảm. Hả? Anh nói gì không nghe hả? Cái gói bảo hiểm mà nhân thọ đó, anh đang bệnh, em không thể nào mà em mà được ký giấy cho anh mua cái gói bảo hiểm này hả được. Không nghe. Không, anh thông cảm là cái bên mà hả, dạ cái bên công ty bảo hiểm của em á là không cho bán gói bảo hiểm cho hả người. Thấy chưa, không những viêm phế quản còn bị điếc nữa. Đúng không?
bị điếc luôn. Trời ơi, thấy chưa, nhiều bệnh. Bà qua đây bà có giúp tôi không? Qua lỡ tôi đang bệnh gì nè, mới mốt tôi chết rồi, tiền đó tôi cho bà một phần trong cái 10 phần đó ra, tôi chia 10 một phần cho bà. Ủa vậy hả? Đắp vô giùm một cái. Đã ổng nói vậy tôi cố tình tôi không nghe rồi bà. Thiệt đúng ha, với lại bán không được không có tiền trả cà phê cho tôi. Biết đâu thì tại vì theo tôi đọc thì tôi biết có là người bệnh không có khoan nữa. khoan là ổng được hưởng phần trăm trong này hả? Cái đó thì tôi không biết. Ủa tôi chỉ anh nha, tôi nghĩ là anh phải cố gắng giúp tôi. Biết sao không, mình người trong xóm với nhau, bán bà con xa mua láng giềng gần. Bây giờ tôi nói trắng ra nè, tôi có bệnh đó. Tôi không biết là chừng này tôi chết. Tôi đi nhẹ thôi. Cái ngày trước sau gì cái ngày đó cũng tới thì đó. Nhưng mà chị nghĩ là trong cái trường hợp này á, ở ngoài đời cũng có nhiều người bệnh á, cũng mong muốn được mua bảo hiểm, em sẽ xử lý ra sao? Dạ, thì như là cái trường hợp là anh Nghè thì là anh Nghè đã không có, chắc là do anh Nghè nhập vai nên là anh Nghè chưa có tìm hiểu kỹ. Thì là cái trường hợp này thì là khách hàng vẫn được mua bảo hiểm, nhưng mà phải được công ty xem xét hồ sơ. Ví dụ bây giờ khách hàng này đang bị bệnh, mà em ví dụ là bệnh về phổi đi, tại em thấy ho mà bệnh về phổi đi, thì là khách hàng phải tự khai vào cái tờ giấy hồ sơ mà em nói với chị từ đầu á, là khai nếu mà khách hàng bị bệnh phổi có từng khám và điều trị chưa, và nếu điều trị rồi thì có giấy tờ kèm theo không, và nếu như không có thì là công ty sẽ cho khách hàng đi khám ở một bệnh viện mà khách hàng lựa chọn. Bệnh viện đó sẽ nằm trong danh sách mà công ty gửi cho khách hàng. Thì khi mà khám xong kết quả về cho công ty và công ty cảm thấy là ok khách hàng có thể mua được thì công ty vẫn cấp hợp đồng cho khách. Tùy vào cái điều kiện cụ thể về cái sức khỏe hiện tại của khách hàng cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hợp đồng. Có thể là phí đó phải bị tăng lên hoặc là có thể loại trừ luôn cái bệnh đó. Ví dụ khách hàng đã bị phổi thì công ty sẽ loại trừ tất cả những bệnh liên quan tới phổi, nếu mà có thì cái này không được chi trả. Còn những bệnh khác thì vậy nếu như chị đang khỏe mạnh 100% thì chị sẽ được bảo hiểm tất cả những bệnh phát sinh sau khi ký. Dạ đúng rồi. Dạ vậy thì nếu mà chúng ta đang khỏe mạnh và thanh xuân á thì cần thiết hơn nếu như mà chúng ta đến đăng ký thì sẽ thuận lợi hơn cho mình, đúng không? Với lại mình tham gia bảo hiểm thì tất cả những công ty bảo hiểm luôn sẽ dựa vào sức khỏe và dựa vào tuổi. Nếu như khách hàng đó tuổi càng nhỏ thì tham gia phí sẽ càng rẻ. Chứ riêng cô Hoa là từ không tốt cũng thành tốt. Họ giỏi quá. Dạ đợi con xíu nha. Rồi. Dạ. Nga. Dạ, vậy tới. Lên đây cô nói nghe nè. Con ăn cơm á, con có ăn cơm trễ tới 2 tháng không? Đói lắm đúng không? Con có tắm trễ 2 tháng không? Hả? Giờ đúng. Vậy thì con nghĩ sao mà tiền nhà con trễ tới 2 tháng? Tiền nhà con trễ tới 2 tháng? Trời ơi! Cái gì vậy? Tại sao một người sống vậy không có chữ tính gì hết vậy? Đúng. Này á, ban đầu là tôi tính không nói ra đâu, nhưng mà tôi thấy thương cô Hoa quá, bắt buộc tôi phải nói thôi. Khó khăn quá vậy, có khi nào em không bán được hợp đồng nào không? Dạ có, cái 2 tháng đầu tiên khi mà em bước vô vòng ngành thì em không bán hợp đồng nào hết. Cái tháng thứ 3 thì bắt đầu em mới có khách hàng. Dạ, có khi nào người ta tin tưởng quá, sau đó người ta giới thiệu cho bạn bè và em càng ngày càng mở rộng được cái bước hầu như là hiện tại em đang khai thác từ những mối quan hệ có sẵn, là khách hàng giới thiệu khách hàng. Thật sự là nhiều khi á, là chị cũng khai thiệt là chị có những người bạn á, họ chăm sóc cho chị thấy họ chăm sóc quá dễ thương. Tức là chị biết chắc chắn là họ sẽ có phần trăm trên hợp đồng của mình, nhưng họ luôn luôn rất là tự giác cắt cái phần trăm đó mua quà cho mình. Chẳng hạn như cứ 1-2 tháng bánh trung thu, này là quà Giáng sinh, em có thêm mấy cái bánh cho chị. Hôm nay dạo này chị khỏe không? Chị ơi, em nghe nói là dịch Covid tới thì tụi em có 20 triệu, là nếu như mà chị có vấn đề gì thì cứ liên hệ để em giải quyết liền cho chị nhé. Thì mình có cảm giác có vẻ như là cái hợp đồng của mình nó đang tiến triển tốt và người này sẽ luôn ở bên cạnh mình đây. Và mình thấy là đúng là được quan tâm là cái điều quan trọng nhất, và mình sẽ được trả lời mọi thứ liên quan đến sức khỏe của mình khi có một người phụ tá ở cái bên mà đại diện cho cái hãng bảo hiểm. Nên vấn đề không phải là hãng nào, mà là vấn đề là cái người chăm sóc cho mình họ đủ tận tâm hay không. Tôi giữ được chữ tín trong lòng của cô Hoa, lúc nào cũng đóng tiền nhà đủ cho cô Hoa cả. Tại vì em... Còn anh, có 2 tháng mà không đúng là sao? Hiểu nổi cái thể loại này mà cô Hoa còn chứa được hả? Hà, cô đâu có nói gì đâu. Đúng vậy, nhắc tao mới nhớ hôm nay tao qua tao đòi nợ mày luôn á. Hoa hỡi xin đừng nói nữa, vì con đây đã có tiền. Thằng có tiền. Dạ con lúc nào cũng giữ chữ tín với cô Hoa mà. Bước qua đây, cái kẻ thiếu nợ này. Bởi vậy thiệt, qua đây, cô thương con lắm.
Dạ. Cứ có tiền là có đứa nào có tiền là cô thương à. Anh Vàng không làm được đâu anh Vàng ơi. Con xin trân trọng gửi tiền nhà tháng này của con cho cô. Nhà. Dạ. Nhìn đi, phải noi gương bé Hằng. Dạ. Nó có khổ cách mấy nó cũng phải đi mượn đầu khác đóng tiền cho cô. Vậy tại sao con không có biết điều vậy chứ vậy? Cái này chỉ là 1% thôi. Ý là có trước gửi trước á, hiểu không? Nhưng vẫn thiếu cô hả? Thiếu đi chứ giờ không có cô ạ. Không có được. Hở quá. Không đi. Mày là từ mà tính sao? Nè, ít ra nó còn trả tiền cho cô, còn mày là 2 tháng rồi. Ai ở không là mày hoài vậy? Đã nói rồi nè. Bà. Để bác đòi tiền đó. Trong ngày hôm nay nó không đóng tiền cho bác là bác đuổi nó đi luôn. Bác còn có cách giải quyết cho anh nha. Bác. Cái gì? Anh nha. Qua bên kia. Qua đi cô tính. Có cách rồi. Bây giờ vậy anh nha, anh đang thiếu 2 tháng tiền nhà mà làm căng quá làm bị đuổi ra đường là một nha. Tôi nói chuyện thứ hai nha, nếu mà anh thiếu 2 tháng tiền nhà kiểu này là không có lương công ty đúng chưa? Đúng rồi. Là không có chốt được hợp đồng nào, là coi như là mơi mốt anh còn bị cách chức đuổi việc nữa, là coi như là anh thất nghiệp luôn. Tôi nói vậy, anh làm cho tôi đại đi, ai mà biết đâu, làm gì có ai biết đúng không? Đúng. À là bây giờ là ký tiền bảo hiểm là có tiền trả tiền nợ cho tôi hả? Con mua bảo hiểm gói lớn nhất có thể luôn. Trời ơi con ơi, con ký giùm cô đó cho cô có tiền có 2 tháng tiền nhà đâu con. Tiền cà phê nữa. Con ký là phạm pháp luật. Phạm cái gì vậy? Chứ mày thiếu tiền mà cô 2 tháng mà không phạm pháp luật chắc hả? Bây giờ cô ơi, coi bây giờ nè, ba người trong nhà mình phải có cái cam kết gì cho anh nhà đi hiểu không? Bây giờ nè, tôi Dương Thanh Vàng, tôi xin thề, nếu như ngày hôm nay bốn mặt một lời, một trong bốn người nói ra thề làm động vật suốt cuộc đời. Tôi cũng xin thề. Xin thề. Thề để có tiền trả tiền. Không ai nói ra tại vì nó có lợi chứ nó không có hại. Mình lấy tiền bảo hiểm của công ty chứ có lấy tiền của anh đâu. Rồi mà mắc gì không chịu ký cho ổng đi. Bây giờ tôi ghi nè, còn tôi ghi miếng anh ký vô cái nữa. Bây giờ tôi hỏi anh nè, tụi tôi á là đang giúp cho anh đạt cái chỉ tiêu của công ty anh nè, đúng không? Mà rồi anh có thêm cái phần luôn. Trăm nè, bây giờ anh cũng giúp cho Vàng rồi, rồi trả tiền cà phê cho tôi, rồi trả tiền nhà cho cô qua, mà tại sao nãy giờ tôi không hiểu anh cứ từ chối hoài là sao? Bây giờ á em mà ký anh tuần sau anh Vàng chết. Không phải công ty biết thì em cũng chết. Sau một cái tình huống đơn giản như vậy, có thể là anh Ngà anh sẽ hơi lúng túng, cũng có thể là anh đã chuẩn bị tâm lý rất là cứng, nhưng mà cũng khó có thể nào mà bình tĩnh được khi mà có quá nhiều tình huống khác nhau phát sinh mà tình huống nào cũng cấp thiết hết. Nó không giống như lúc mà chúng ta được training. Yeah. Training thì rất là dễ, bao nhiêu điều luật thì cứ áp dụng thôi. Nhưng mà mình còn phải loại trừ rất nhiều những chuyện về tình cảm, về những cái sự không chính trực khi mà chúng ta khai báo nữa. Yeah. Đứng ở trước những cái tình huống như thế này thì em có suy nghĩ như thế nào? Dễ hơn hay là khó hơn với những gì em đã tập luyện? Em thấy là khá là dễ hơn với em. Tại vì giống như khách hàng đang bị bệnh mà khách hàng cứ muốn mua thì mình cũng phải kèn là cho khách hàng tham gia đi. Nhưng mà phải trung thực, là khai vào cái tờ khai của mình ngay ban đầu á, phải thực sự trung thực. Dạ. Tại vì nếu như mà công ty phát hiện ra, là tại vì sao khi mà mình đi khám á, bệnh viện sẽ lưu hồ sơ của mình lại. Chỉ cần công ty bảo hiểm tới và xem hồ sơ khách hàng đã từng khám này chưa, từng bị này chưa, có trục lợi cái quyền lợi đó không, thì nếu như mà có thì công ty có thể ngưng ngay hợp đồng bảo hiểm đó liền. Dạ, vậy có trả lại số tiền họ đã đóng không? Có công ty trả và có công ty không trả. Và hầu như trên cái luật bảo hiểm thì công ty sẽ có quyền không trả tiền cho khách hàng và đơn phương hủy hợp đồng luôn. Tại vì khách hàng không trung thực khi khai báo. Tiến sĩ Hoàng An nghĩ thế nào? Ở đây thì đây là một cái hợp đồng giao kết về sức khỏe, nên chắc chắn là sẽ có những cái tình huống mà khách hàng không trung thực hoặc là tư vấn viên cũng không trung thực. Nhưng chúng ta đều hướng đến một cái câu chuyện đó là tất cả đều cởi mở với nhau, trung thực với những cái hoàn cảnh mà mình đang có. Ở đây thì chúng ta thấy là cái tình huống mà các công ty bảo hiểm thường hay quảng cáo, thì Trinh thấy là hợp đồng bảo hiểm sẽ được chi trả lên đến 1 tỷ đồng, ví dụ như vậy. Nhưng mà đôi khi mọi người không tìm hiểu kỹ thì mới biết được là bắt đầu có những cái mâu thuẫn phát sinh đó. Vì không biết là ở đây anh có đúng hay không. Vì ví dụ như là ta nói lên tới 1 tỷ, nhưng mà không phải là 1 tỷ chi liền, mà nếu như chúng ta có bị một cái tai nạn nào đó mà phải nhập viện, thì họ sẽ quy định cái mức tối đa trong một ngày nằm viện đó là được bao nhiêu tiền thôi, chứ không phải là chi một lần với toàn bộ cái số tiền. Đúng là anh làm đúng theo những gì mà công ty đã training cho anh, vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà những cái gì mà hôm nay đã trải qua thì anh suy nghĩ như thế nào về công việc của một người bán bảo hiểm? Em sẽ hiểu hơn một phần nào đó về cái sự áp lực của họ, rồi khó khăn.
không phải riêng ai, cái công việc của họ cũng phải trơn tru hoặc là nó dễ như những người khác. Ở đây nó rất là áp lực từ công ty, không phải ai cũng cứ tính là dễ dàng hoặc là gì đó. Bởi đâu phải ai cũng hiểu là mua bảo hiểm là tốt cho mình đâu, nhiều người mua bảo hiểm là vì muốn rút bảo hiểm để xem mới mốt còn ấy nữa đó. Chưa kể là nhiều khi là bị khi mà mới ra không hiểu được thì nhiều khi bị đền hợp đồng cũng có thể, nên là rất là khó khăn. Nãy tôi tưởng ổng hiền hiền vô tính uy hiếp thêm tiếng nữa coi cũng ký không, thấy mặt nhắm ký thôi mà. Chúc mừng có công việc mới nghe. Nhưng mà khoan, hôm nay sẵn dịp vui vậy đúng không? Bữa giờ tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi. Tôi quyết định là tôi sẽ mở hàng một cái bảo hiểm đầu tiên cho cậu. Tôi sẽ mua bảo hiểm ủng hộ cho cậu. Dạ. Yeah. Okay. Trả tiền nhà luôn nha. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình và đây là Hành Trình Kết Nối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Minh Ngà. Sau khi tham gia vào thử thách này, anh ấy sẽ suy nghĩ ra sao? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với nhân vật Minh Ngà. Xin chào anh. À, chào anh. Dạ. Dạ sao, có vất vả lắm không anh? Vất vả và áp lực lắm chị. Dạ, đây là anh Tôn Hiếu và đây là tiến sĩ Hòa An ạ. Xin chào anh. Chào. Dạ. Đó, anh Tôn Hiếu nhìn ngắm có thấy hình ảnh của mình lúc mới vào nghề không nè? Dạ, có một chút ạ. Dạ, chút là chút nào? Dạ, chút là cũng lúng túng và không biết là phải xử lý cái tình huống nó như thế nào. Dạ, trước khi bước vào tình huống này chắc chắn anh cũng có tìm hiểu về ngành bảo hiểm và cái cách trả lời rồi đúng không? Cũng có tìm hiểu và chuẩn bị tâm lý, nhưng mà sau khi quan đổi, Nga cảm thấy công việc bảo hiểm không hề dễ dàng. Nga cảm thấy sẽ thông cảm hơn cho các bạn tư vấn về bảo hiểm. Khi mà những cái sự việc xảy ra đó, có những lúc mà mình không biết chắc chắn đó, mình nói cho người ta nghe có đúng hay không, tại vì mình không có biết rõ hết những cái tình tiết và cái luật của trong bảo hiểm. Nếu mà em là anh Ngà trong tình huống đó em sẽ rất là thích, tại vì hàng là người chủ động, khách hàng là người chủ động muốn ký hợp đồng đối với mình, thì em sẽ là người cho khách hàng ghi và khai đầy đủ hồ sơ. Thì khi đó nộp về công ty thì công ty sẽ là người xem xét hồ sơ đó và cho khách hàng chỉ định khách hàng đi khám. Tức là cái tỷ lệ chốt sale sẽ rất là cao nếu như mà khách hàng là người chủ động. Tuy nhiên ở đây anh muốn hỏi là những cái điều khoản á, thì đôi khi chính cái người mà chuyên viên tư vấn về bảo hiểm á, họ cũng không có nắm rõ. Giống như là anh Ngà đã gặp phải đó, thì trong tình huống thực tế á, nó có như vậy không? Và nhân viên có bao giờ hứa đại với khách hàng là bao giờ cũng được để cuối cùng là ký xong cái hợp đồng không? Em thì là cái thời điểm đầu thì là em đã học rất là kỹ về khi mà muốn tham gia vào một là người tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp thì phải qua một cái khóa học 5 ngày và được thi ở Bộ Tài chính. Sau khi thi đậu được cấp code thì mới được công nhận là một chuyên viên tài chính chuyên nghiệp. Thì đó, trong cái khóa học đó sẽ có luật và những cái điều khoản rất là kỹ về bảo hiểm. Thì nếu như mà em vừa học đó thì chắc em nghĩ em sẽ không bị mắc phải là không nhớ luật đâu. Nhưng mà những cái luật nhỏ giống như anh nói là bây giờ cái bị cái tay đó thì chị trả bao nhiêu, thì có thể là em sẽ không nhớ thiệt. Nhưng mà khi mà mình vô cái hợp đồng thì trong hợp đồng sẽ ghi rõ từ trên xuống dưới những cái điều khoản và chi trả bao nhiêu phần trăm cho khách. Tại giống như là khi mà mình anh nói là tai nạn thì sẽ có tay, ngón tay, chân, rồi xong rồi khớp, rồi những cái vấn đề về tất cả bộ phận cơ thể nữa thì nó sẽ chia nhỏ, không phải trả 1 tỷ liền mà sẽ là phần trăm theo từng mức độ và phần trăm theo từng bộ phận. Vẫn có một số những trường hợp chị nghe nói là thí dụ chị đóng tiền cho bạn đó đi, sau đó là bạn đó mượn danh là sẽ đóng thay cho chị đến rồi, với tổng công ty nhưng mà mất luôn. Cuối cùng là bạn ấy ôm cái mối tiền đó mà chạy, chị không có. Nhưng mà có thể là một số người đã gặp vấn đề này ở trên báo rồi, thì em giải thích sao về vấn đề này? Hầu như thì là do hồi nãy em nói chị em có nghiên cứu và hỏi tại sao những cái người xung quanh em lại không có niềm tin bảo hiểm á, thì có những trường hợp là cái người tư vấn đó lấy tiền của khách hàng rồi xong đi luôn và họ không còn niềm tin vào bảo hiểm nữa. Như vậy thì có những công ty sẽ có cái luật là bây giờ nếu như tư vấn bảo hiểm mà muốn lấy tiền khách hàng thì cái người tư vấn đó phải có hóa đơn đỏ của công ty, hoặc là khách hàng đó phải đóng trực tiếp với công ty, không thông qua người tư vấn đó. Cái người tư vấn đó chỉ được lấy tiền của khách hàng ở năm đầu tiên thôi. Anh có câu hỏi nào không? Thật sự là khi em có bị nhiều về những cái cuộc gọi đến á, thì nhiều khi một ngày em có thể nhận tới 2-3 cuộc gọi lận. Thì thật sự là về những cái chuyện đó đó là bên khâu của các anh sale là khâu sale á, là thật sự có áp lực rất là nhiều hay không? Tại vì có những khoảng thời gian là ít gọi nhưng mà có những thời điểm này là gọi rất là nhiều.
Dạ, có thể là có những bên telesale họ gọi một ngày có thể lên tới 100-150 cuộc. Nhưng mà những cái lời từ chối của họ rất là nhiều, có khi bị chửi nữa. Thì là những cái bên call telesale họ bị áp lực rất là lớn. Có khi mà cầm điện thoại thôi còn bị ám ảnh nữa. Nên là em có tiếp xúc những người mà làm bên bộ phận gọi cho khách hàng rồi gọi cho để mà tư vấn bảo hiểm á. Thì họ nói một ngày họ chết quá trời luôn. Tại vì có khi mà bị khách hàng từ chối, họ cúp máy luôn thì không sao, nhưng mà họ chửi lại nữa. Có khi là họ có nhu cầu, có khi là không có nhu cầu. Tại vì vậy cái tỷ lệ phần trăm mà họ mở lòng á? Dạ ít lắm. Qua telesell ít. Mà sao cứ làm vậy? Dạ tại vì không có ngành nào mà kiếm được nhiều tiền bằng ngành sale. À, vậy cũng là yếu tố công việc mà dạ, thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có một số lo ngại khác bên cạnh anh Ngà. Chị rất là đồng ý cái chuyện là phiền nhiễu khi mà mình phải nghe những cuộc gọi mà mình không có chủ động. Nhưng mà nếu như cái tình trạng mà mình không có đăng ký số điện thoại ở đâu, người ta vẫn có thể tìm đến gọi cho mình, đó có phải gọi là dữ liệu bị đánh cắp thông tin không? Em thì không có rành ở bên cái mảng data, tại vì em không có sale bằng qua data. Nhưng mà em nghĩ là chắc có thể là cái thông tin của mình bị rò rỉ từ ở đâu đó, thì nên là những cái bên bộ phận sale họ mới có cái data của mình. Dạ. Có thể là mình ghi lại số điện thoại hoặc thông tin của mình khi mà mình rút thăm trúng thưởng ở siêu thị, hoặc là ở những cái nơi nào đó mà có những cái phần thưởng mà phải để lại thông tin, thì em nghĩ có thể là cái thông tin bị rò rỉ ngay lúc đó. Dạ. Còn riêng anh Ngà nghĩ sao à? Tham gia vào một tình huống thế này, thấy được những khó khăn của chuyên viên tư vấn là một rồi. Nhưng anh nghĩ rằng là việc tham gia bảo hiểm có cần thiết hay không? Thật sự khi riêng cá nhân em á, thì khi mà mình tham gia cái gói bảo hiểm á, cũng là rất cần thiết. Tại vì mình công việc hàng ngày của mình trôi qua và mỗi người đều có tính chất công việc riêng. Dạ. Thì chẳng hạn như bây giờ hiện tại như đi khám bệnh cũng được giảm chi phí. Rồi khi mà mua gói nhân thọ thì tới một thời điểm nào đó, khi mà đủ năm rồi đó, mình sẽ có một cái khoản lời đó. Nhưng mà thật sự không em nghĩ không ai có thể mua hết được cái bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm xã hội thì có. Dạ. Nên là nó cũng không hẳn là ai cũng có thể có điều kiện cái bảo hiểm nhân thọ, mặc dù họ biết là có điểm lợi ích cho họ. Dạ. À, ý anh là không ai cũng có thể đủ tiền để mà tham gia một gói bảo hiểm nhân thọ và tham gia đến sau này. Nhưng mà một gói bảo hiểm nhân thọ chỉ một ngày chỉ với khoảng 10-20 ngàn thôi, thì chỉ bằng một tiền gửi xe thôi, thì anh nghĩ là mình có đủ tài chính để mà tham gia không? Nếu như vậy thì cũng hợp lý. Dạ đúng rồi, tại vì khi mà cái bảo hiểm nhân thọ nó là gói, mình không thể tham gia một lần, nhưng mà anh nói là có một cái gói 1 tỷ, chi trả tới 1 tỷ, 2 tỷ, 10 tỷ, thì tại sao mình tham gia một gói 100 triệu, 200 triệu thôi? Dạ. Dạ, và tùy theo nhu cầu và tùy theo tài chính của mình, thì cái người chuyên gia tư vấn tài chính là như em sẽ là người phân tích xem là khách hàng đó đủ tài chính để tham gia gói nào và mình có thể tư vấn cho họ gói đó. Dạ, tức là quá sức của mình cũng khó có thể duy trì. Mà nếu mà ít quá thì cũng không có đủ để chi trả cho những cái biến cố. Dạ đúng rồi. Dạ, vậy thì vừa sức thôi. Vậy như thế nào là vừa sức? Thí dụ một người kiếm được 10 triệu một tháng thì sao? Dạ, thì hầu như sẽ tích khoảng từ 10 đến 15% thu nhập một tháng của họ để tham gia bảo hiểm. Thí dụ họ là 10 triệu thì có thể mình chích 1 đến 1 triệu rưỡi để mà tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tại vì bảo hiểm nhân thọ không đơn thuần chỉ là bảo hiểm về tính mạng mình, mà nó còn, nếu như mình bây giờ mình cứ suy nghĩ là bây giờ lỡ bị cái gì đó thì tôi cũng được tiền, thì không có. Bảo hiểm nhân thọ là một cái khoản tích lũy dài lâu. Nếu mình càng để lâu, bảo hiểm sẽ càng sinh lời nhiều cho mình. Thì sao mình không nghĩ đó là một cái hưu trí của mình? Vậy nếu như mà kiếm được 10 triệu một tháng thì trung bình một năm mình sẽ tốn khoảng 12 đến 15 triệu cho tiền bảo hiểm nhân thọ. Dạ đúng. Để là một cái khoản phòng ngừa nếu mà mình ngã xuống bất trắc, hoặc là sau này 40, 50 năm sau thì cái khoản đó hoàn toàn không nhiều lắm đâu. Chị nghĩ nó cũng không phải là quá lớn như là một cái gia tài, nhưng mà cũng là một khoản đi học cho con cháu, phải không? Dạ đúng rồi. Dạ, riêng tiến sĩ Hòa An nãy giờ lắng nghe rất chăm chú và là người cũng tiếp xúc rất là nhiều với các ngành nghề khác nhau, cũng đã thấy được, thì anh nghĩ sao? Lúc nãy thì khi mà chúng ta theo dõi cái tình huống mà anh Ngà vừa đóng đó, thì có những nhân vật họ rất là muốn mua bảo hiểm mà bình thường thì họ thấy thờ ơ. Bởi vì sao? Bởi vì đến lúc mà họ bắt đầu có bệnh rồi, họ cảm thấy là sức khỏe họ ảnh hưởng rồi, thì họ mới nghĩ tới cái phao cứu sinh, đó chính là những cái hợp đồng bảo hiểm. Vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta còn có sức khỏe thì đó là một cái gói để mà chúng ta chăm lo cho cái sức khỏe của mình. Nhưng mà rõ ràng ở đây tôi vẫn rất là đề cao cái tính chính trực của cái nhân viên tư vấn bảo hiểm.
và chúng ta phải lựa chọn cái người mà thật sự là chúng ta cảm thấy là có sự tin tưởng. Thật ra tôi nghĩ là không chỉ riêng đối với lại việc tư vấn bảo hiểm đâu, mà tất cả những cái ngành nghề đều phải đòi hỏi cái tính chính trực. Lúc nãy MC Liên Hòa Trinh có nói là đưa tiền cho một người, sau đó người đó bỏ đi luôn. Dạ. Thì rõ ràng cũng không chỉ là ở trong ngành bảo hiểm mà rất là nhiều những ngành khác cũng có những cái lừa đảo giống như vậy. Như vậy quan trọng ở đây là cái yếu tố con người. Thứ hai đó chính là cái tính chính trực và minh bạch trong cái gói bảo hiểm. Dạ. Và cái công ty bảo hiểm mà chúng ta quyết định là ký hợp đồng. Bởi vì cái gói hợp đồng này là nó dài lâu mà, đúng không ạ? Vậy liệu rằng là công ty đó có còn tồn tại cho đến cái năm mà chúng ta 99 tuổi hay không? Đó cũng là rất là nhiều những câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Và cái điều cũng rất là quan trọng đó chính là chuyên viên tư vấn bảo hiểm phải là người biết lắng nghe nhu cầu của khách hàng và đưa ra cái lời tư vấn thực sự là xác đáng. Thì tôi nghĩ là sẽ giúp được cho rất là nhiều người trong những cái hoàn cảnh thực sự là khó khăn. Và bản chất cái bảo hiểm ở đây là tất cả mọi người cùng chung tay để giúp cho một số người không may rơi vào một cái tình huống khó khăn. Dạ. Đó thì bản chất của bảo hiểm là như vậy. Dạ, dưới góc nhìn thiển cận của Trinh thì Trinh cũng nghĩ nếu mà thật sự lừa đảo thì các công ty bảo hiểm lớn nó không tồn tại đến mấy chục năm như vậy. Và dạ, có hệ thống phủ rộng khắp trên toàn cầu với rất nhiều những hoạt động cộng đồng mà rất nhiều những quyền lợi cho nhiều người đã được chia sẻ. Và nếu như tất cả khoảng chừng hơn 50% trong số đó không nhận được cái quyền lợi xác đáng thì có lẽ công ty đã không tồn tại lâu như vậy rồi. Riêng anh Ngà thì anh là một kỹ thuật viên, bây giờ hôm nay anh biến thành một chuyên viên tư vấn. Anh nghĩ công việc nào nó đòi hỏi chất xám với lại cái sức của mình nhiều hơn ạ? Hiện tại thì Ngà thấy cái công việc kỹ thuật của mình và tư vấn bảo hiểm thì cả hai đều có cái áp lực riêng. Nhưng mà bên tư vấn bảo hiểm cần có rất là nhiều sự kiên nhẫn. Xin cảm ơn Tôn Hiếu đã dành thời gian để chia sẻ rất tỉ mỉ bằng sự chính trực của mình. Và xin cảm ơn Tiến sĩ Hòa An, những câu hỏi rất là thú vị. Đặc biệt là cảm ơn Minh Ngà, bởi vì anh đã dành hết tâm sức và trí lực của mình để mà thử hoán đổi từ một kỹ thuật viên thành một người chuyên viên tư vấn mà cũng chịu khó học bài ở nhà trước để xem các cái điều khoản thế nào. Và thưa quý vị, quả thật là không có ngành nghề nào mà dễ dàng mà dễ tỏa sáng hết. Tất cả chúng ta đều là những con thiên nga rất là điềm tĩnh khi đối diện với khách hàng, nhưng mà ở dưới làn nước thì vô cùng quẫy đạp để có thể tìm ra những cách thức tốt nhất để phục vụ cho lợi ích chung của cả hai. Và chúng tôi mong rằng là để tránh ảnh hưởng cho tất cả các ngành thì mỗi cá nhân đều phải giữ riêng sự chính trực của mình và luôn luôn đặt quyền lợi của người khác lên cao nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe chương trình ngày hôm nay, và sự thông cảm của quý vị cũng chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho các chuyên viên tư vấn bảo hiểm như anh Tôn Hiếu đây. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ mỗi thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, và chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích. Chúng tôi xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Trước đây tôi cảm thấy rất là áp lực khi mà nhận được những cuộc gọi tư vấn như thế. Thì bây giờ tôi lại cảm thấy họ áp lực hơn tôi rất là nhiều. Họ phải chịu rất nhiều áp lực từ khách hàng. Rồi kể cả trong cuộc sống hoặc là trong công ty, khi mà họ không bán được bảo hiểm thì công ty cũng rất là áp lực cho họ. Đến cuộc sống hàng ngày, khi mà họ không bán được thì công ty sẽ chấm dứt hợp đồng của họ. Thì cuộc sống hàng ngày của họ sẽ trở nên khó khăn vì không có thu nhập kinh tế. Đồng thời khách hàng lúc nào cũng đặt nặng về cái vấn đề lợi ích lúc nào cũng cao trong cái gói bảo hiểm đó. Thì mình phải làm như thế nào cho nó cân đối hoặc là giải thích như sao thì rất là khó khăn, rất là áp lực.